Thiếu anh chị vẫn quay nhá, chị vẫn quay. À, bây giờ anh cần cái chỗ mà anh thổi sáo, em ngồi nghe ngắm du dương lắc nhìn lắc lỡ nghe thổi sáo, không nhìn diễn vậy 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 phải nhìn nhìn anh kiểu phê okay. Tiếng sáo của anh ấy đúng rồi. Chị vẫn okay. Quay bình thường nhá, đây là hậu trường nhá, không sao cả, mình đang trao đổi mà. Bây giờ anh thổi sáo em nghe, em nhìn anh nhìn anh đắm đuối nhưng yêu giả nhưng không phải yêu thật nhá, yêu thật chết toi rồi. Không sao rồi, để anh A Bàn sẽ quay cận cảnh lột tả cầm điện thoại, lột tả ánh mắt của em này, okay. Lột tả ánh mắt của cô gái nghe ngắm chàng trai nghe tiếng sáo đắm đuối này, rồi được chưa? Không cần là phải bật nhạc nữa mà cái này lột tả hình ảnh thôi, lột tả cảm xúc của diễn viên của cất điện thoại này, nhân thôi, cất điện thoại đi anh, ok, cất điện thoại mới lên được. Ồ, cất cái máy quay thì mới lên được rồi. Anh đứng đây cũng được. Không, để này là ok đấy. Chờ anh một chút để anh chỉnh. Chỗ này, ok. Cái này cần anh đứng ở đây sẽ quay từ ánh mắt của em đấy sao? Ánh mắt của em hả? Có nghĩa hai quay hai ánh mắt gần nhau mà. Thôi, anh đặt điện thoại đây cũng được, không sao mà. Rồi ok, để anh quay. Còn sợ đá bị gì? Đây cả nhà, đây là hậu trường của MV âm nhạc của A Bàn và A Quý đấy. Đấy, anh đứng bên này, anh đấy quay đấy. Ánh mắt của cô gái nghe tiếng sáo đắm đuối đấy. Rồi. Chuẩn bị nhá. Trong này được chưa? Rồi, anh đứng bên kia quay cũng được, quý anh nhá. Nghe tiếng sáo đắm đuối là mê sau chuyển cảnh đúng không? Rồi, máy chạy rồi. Diễn. Mm-hmm.
Ơi bây giờ là anh quay ánh mắt của anh chứ? Có quay rồi. Rồi gì? Bây giờ là cho xin lời bài hát. Lời bài hát. Lời bài hát. Bây giờ bật đưa cái điện thoại đây để bật lời để hát thêm lời. Cũng ngồi ở sau. Quay là bây giờ là hát đấy. Mấy phút rồi chị ơi? 6 phút rồi. Quay thì giờ hát mới được. Cần gì không? Ôi. Chảy quanh đôi đất lành chim xây tổ bằng mong em đó nay đã khác xưa rồi hoa lê nở trăng núi nắng ấm trải ngọn ngàn tiếng khẽ ai vang vọng để lòng ai xao xuyến để lòng ai lưu luyến năm tháng chẳng phôi phai. Người cô gái người mộng em xinh tươi em đẹp duyên đẹp như bông hoa rừng. Người chàng trai miền xuôi anh lên đây với bà người mộng qua bao mùa giấy qua bao mùa trăng vẫn giữ lời hẹn ước đôi ta cùng hát lên bàn tình ca bàn mộng ta ngày thêm ấm no bàn mộng ta mùa xuân đã về. Ok rồi. Đấy. Đó. Bạn thôi ở đây chắc là lấy thế là xong thế thôi được. Tí nữa xuống dưới kia mình sẽ lấy phát nhá. Chỗ này anh xuống sau anh quay cảnh em dắt cô gái xuống okay. Mỏng đá là được. Ừ. Rồi. Hai đứa dìu nhau đi xuống. Đây. Nhớ cầm cái này nhá. Rồi. Bây giờ anh quay cảnh là em... Anh Quý cầm điện thoại đi, không tí nữa thấy điện thoại đỏ được. Ở chỗ túi áo đó kìa. Em cầm hộ anh tí đưa cho anh xuống. Rồi, ok. Chỗ này là không sao. Chỗ này anh xuống đi. Anh xuống xong em... À nhá, đây là hậu trường nhá, không sao nhá. Hậu trường vất vả đi quay cảnh nhá. Nhưng mà ông quay phim ông còn sợ hơn ông diễn viên đấy. Dùng cầm cập ra. Mình không chịu được độ cao đâu. Rồi, cất mỏm đá như thế này, vực sâu như thế này. Rồi, bây giờ là em sẽ xuống trước. Anh xuống trước này. Ở đây này. Anh chỉ cần lấy đoạn này em đưa cô gái xuống thôi. Ở đây. Quay chéo ngang mình. Một chân xuống. Đó. Đấy xuống núi là được. Cầm quay với cảnh cầm tay với ấy là được. Cảnh cầm tay này. Cảnh cầm tay với lấy hình ảnh cô gái không cần lấy em đâu. Đấy. Ok, để anh xuống dưới đó. Rồi, chào cả nhà nhá, chào cả nhà. Quay. Chào cả nhà nhá, đây em vị A Bàn đây. Đây. Chào vợ, chào cả nhà nè. Đây là hậu trường, chào cả nhà nhá. Thế thôi, được. Núi rồi. Cao quá sợ. Rồi, chào cả nhà, đây, chào cả nhà. Rồi, đây, rồi, chào cả nhà nhá, 10 phút, hơn 10 phút rồi. Đấy, này. Rồi, đây. MV quay vất vả đấy. Đấy. MV mà quay toàn bằng điện thoại thôi nhá. Đấy, quay bằng điện thoại. Vẫn 4K bình thường. Đây này, em gái mông này. Đấy. Máu của anh Ngọc này. Không sao. Mình cong nhà mỏm đá đêm. Cả nhà ơi đây. Không phải đi đâu quay xong bị đây chân chảy máu này.
vấp vào đá để chảy máu này. Quay máu có sao không? Hả? Quay máu chắc không ảnh hưởng gì đâu. Không quay máu đâu, đừng quay máu nhá. Rồi. Rồi, chào cả nhà nhé. Đây mỏm đá rất đẹp. Và bây giờ phải xuống thôi, không thể tự quay và tự xuống được. Rất vất vả. Chào cả nhà nhé, đang ở Yên Minh, chào cả nhà.